Ngày 16 tháng 8, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị trực tuyến nghiên cứu quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045. Dự hội nghị, về phía Trung ương có đại diện lãnh đạo các bộ ngành liên quan. Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ trụ sở Thành ủy Hà Nội, trực tuyến đến 262 điểm cầu trên địa bàn thành phố với sự tham gia của 26.374 đại biểu. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Hà Nội ban hành hai nghị quyết chuyên đề gồm Nghị quyết số 04 và Nghị quyết số 09. Trên cơ sở đó, ngày 22 tháng 2 vừa qua, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Nghị quyết số 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp, văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đặt ra mục tiêu là tạo bước phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa thủ đô, cả về quy mô, chất lượng, sản phẩm, dịch vụ và thị trường, bảo đảm phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ, tỷ trọng, giá trị gia tăng cao. Hoạt động có tính chuyên nghiệp với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Cùng với đó là dịch vụ, sản phẩm văn hóa đa dạng, có chất lượng, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của người dân trong nước, thúc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu. Tại hội nghị, các đại biểu tham luận làm rõ những giải pháp, kiến nghị cũng như đề cập đến các cơ hội, tiềm năng để thủ đô phát triển ngành công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 09. Điều mà tôi mong mỏi, tất cả những cái giải pháp mà Hà Nội đưa ra, ấy, đặc biệt là cái giải pháp lõi liên quan đến thiết kế sáng tạo, ba cái sáng kiến địa phương, ba cái sáng kiến quốc tế, để mà các cái sáng kiến đó để tạo thành một cái hệ thống mà các cái giải pháp thiết kế sáng tạo để có thể thúc đẩy các cái ngành công nghiệp văn hóa của Hà Nội để đáp ứng chính cái nhu cầu sống, nhu cầu phát triển mang tính bền vững của cộng đồng người dân thành phố, và nó cũng là một cái tầm nhìn chung của chính quyền thành phố, thì tôi nghĩ rằng là cần phải làm cái điều đó. Vậy nên là chúng tôi thấy rằng là cái nghệ thuật, đặc biệt là về các nghệ thuật truyền thống gắn liền với lại du lịch, thì cái đó là cái mà cái vị thế rất là quan trọng đối với thủ đô, phải có nhiều tụ điểm để cho khách quốc tế cũng như cho khách trong nước đến thưởng thức những cái chương trình nghệ thuật mà chúng ta đã có hoặc là chúng ta khai thác được từ du lịch đến văn hóa. Cái đó là cái mà chúng tôi thấy cần phải phát triển và phải có cái cơ chế và chính sách rất cụ thể. Thì tôi nghĩ là để thực hiện những cái sự phát triển lớn như vậy thì rất cần cái việc đối thoại và tìm ra những cái giải pháp và có thể thay đổi cả những cái phương pháp quản lý để có thể phát triển hơn về năng lực sáng tạo và cũng như là thúc đẩy cái sự sáng tạo của nghệ sĩ. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng đã khái quát những nội dung chủ yếu của kế hoạch số 217 về việc thực hiện nghị quyết số 09. Kế hoạch nêu 8 nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả. Trong đó, yêu cầu tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thúc đẩy đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về công nghiệp văn hóa, tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển thị trường công nghiệp văn hóa, thu hút và hỗ trợ đầu tư, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, triển khai các sáng kiến của Hà Nội đã cam kết với UNESCO khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo.